Nam em lại đang đàn tố có người đâm sâu lưng, hủy hoại hết sự nghiệp, danh tiếng, nhân phẩm của mình dù vừa tuyên bố ở ẩn. Mới im ắng được một thời gian, nam em lại tiếp tục có chia sẻ gây xôn xao. Mới đây, nam em bất ngờ cập nhật story mới trên trang cá nhân về câu chuyện bị ai đó hãm hại, lợi dụng rồi khiến cô mất đi hết tất cả. Người đẹp kể, giả sử bạn đặt mình vào nhân vật chính của câu chuyện, người ta tặng bạn một bó hoa, xong mình cho người ta cơ hội tiếp cận mình, rồi mình xem người ta là ruột thịt, nhưng người ta lại đâm sau lưng mình, hủy hoại hết sự nghiệp, danh tiếng, đạo đức, nhân phẩm của mình. Xong người ta đòi lại bó hoa, theo bạn, bạn có được bình tĩnh không, nếu bạn là nhân vật trong câu chuyện này? Mặc dù chưa rõ nam em đang đề cập đến vấn đề gì và nói bóng gió về nhân vật nào trong dòng trạng thái trên, nhưng động thái của cô tiếp tục gây sự chú ý. Không ít cư dân mạng tỏ ra ngao ngán vì nam em liên tục đưa ra những câu chuyện drama, tự nhận mình là nạn nhân, thậm chí trước đó chỉ vài ngày cô tuyên bố rời xa mạng xã hội để bình tâm lại. Nhưng rồi chưa được bao lâu thì đã có hành động bất nhất với lời nói. Dù không nêu rõ danh tính người bày trò lợi dụng mình, nhưng đoạn story nam em đăng tải nhận được nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Giúp phần bình luận vô vàn lời chỉ trích bày tỏ sự ngán ngẩm trước những lần nam em xuất hiện trên mạng xã hội. Thậm chí cô đã nhiều lần tự nhận mình là nạn nhân, mặc dù chính nam em tuyên bố sẽ tạm tránh xa mạng xã hội để bình tâm. Hiện tại nam em đã khóa tài khoản TikTok thường sử dụng để livestream, tuy nhiên cô lại tạo một tài khoản mới và để chế độ riêng tư nhằm tiếp tục bóc phốt chuyện đời với cộng đồng mạng. Trước đó, Bùi Hữu Cường, bạn trai của nam em đã bất ngờ tiết lộ anh đã chuyển sang yêu một người khác có tên Tâm An. Trải qua niềm vui của ẩu đả hôm nay, tôi thấy được tôi yêu một con bé mới rồi, tên Tâm An. Nó được lắm, sự nóng giận hay chửi bới của nó bây giờ chỉ tính bằng tiếng, bằng ngày thôi. Nam doanh nhân nói, thế nhưng hóa ra Tâm An chính là một cái tên khác của nam em. Cô nàng cho biết bản thân đã bỏ nghề từ năm ngoái, đồng thời muốn thay cả tên khai sinh, sống một cuộc đời mới. Thật ra tôi đã bỏ nghề từ năm ngoái, tôi không muốn làm gì nữa, bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời khác. Hay cả ai gọi tôi là nam em tôi cũng gọi luôn, ra đường có người hỏi tôi, nhìn chị giống nam em quá. Tôi nói không có, bạn nhầm rồi, tôi tên Tâm Uyên, mỹ nhân gốc Tiền Giang bộc bạch.